Hello, chào anh em đến kênh Shop Đầu Câu Sài Gòn, Đầu Câu Sài Gòn Vlog, mình là Vinh. Nếu nói về dòng cần cá bát mắc nhất của Evergreen thì chỉ có thể nói về dòng cần Kaleido. Hôm nay Vinh sẽ review cho anh em biết tại sao cái cần Kaleido mắc nhất, ưu nhược điểm của nó như thế nào. Nói về dòng cần cá bát của Evergreen á, đa số á, là đều một khúc hoặc là cắm gốc. Máy ngang là nhiều, máy đứng hình như là không có, chỉ có những cái model có một vài mã thôi. Anh em nào á, mà thích chơi máy ngang á, thì có thể nghiên cứu về dòng cần Evergreen. Tại vì đối với Vinh á, Evergreen là một trong những dòng cần có thể nói là rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Nhưng cái giá tiền của nó rất là cao và nó lại khó mua nữa. Thì nếu mà anh em mà muốn đánh một cái cần đặc biệt, nó lạ hơn những anh em khác á, thì anh em có thể nghiên cứu về cái cần Evergreen ha. Rồi ok, mình sẽ vô vấn đề chính là cây cần Kaleido. Không để cho anh em để lâu nữa nha. Tại vì cái cần này nó một khúc á, thì có thể là anh em sẽ không được thấy nó hết hoàn một cây, nhưng mà Vinh sẽ cố gắng quay cho anh em thấy được nhiều nhất có thể nha. Cái bao này, trong tất cả các bao cần mà Vinh đã từng biết, thì bao cần của Evergreen là một trong những bao cần Vinh cực kỳ thích. Nó cực kỳ mềm luôn, nó mềm hơn cả cây T-Racing Design của Vinh luôn. Cực kỳ mềm và rất là đẹp và rất là nhỏ. Thì dòng cần Kaleido thì mỗi cái mã của nó đều là một cái tên khác nhau. Cái mã tên của nó rất là dài dòng ha. Chút xíu mình sẽ đọc cái tên cho anh em biết nha. Nhưng mà có thể là mình đọc nó hơi sai chút xíu á. Anh em thông cảm. Mỗi cây cần, mỗi cái model, ví dụ Kaleido mã M, nó là một cái tên khác hoàn toàn. Nó không có chung tên với nhau hết. Ok, mình sẽ mở ra nha. Cây cần này là một khúc nha. Cái này cũng giống như là một cái sổ của Evergreen thôi. Nó không phải là cái phiếu bảo hành. Tại vì mình mua đem về Việt Nam á, có phiếu bảo hành cũng không được bảo hành. Này hướng dẫn thôi. Mình sẽ đọc cái tên của cây Evergreen này nha. Nếu mà có sai thì anh em thông cảm nha. Tên của nó là Kaleido Cowger LT 7 GT. Mã của nó là IGTC 71M. FSXF. Cây này là size M nha. Vinh không có thích cây cần máy ngang, nhưng mà thật sự là mình Vinh cầm những cái cần như thế này á, mình cảm thấy là có cảm giác rất là thích thú luôn, tại vì nó rất là đẹp. Cây cần này được làm made in Japan. Lăng cần của nó sử dụng carbon T1001G và cấu trúc lăng, cái cách quấn lăng của nó là nó sử dụng Wancho của thằng Olympic. Và Olympic là một trong những hãng mà làm lăng cần nổi tiếng nhất thế giới. Thì theo Vinh, theo cá nhân Vinh nghĩ thôi nha, cây cần này của Evergreen nhân lăng cần được làm từ Olympic gửi về Evergreen, và Evergreen gấp bát máy do Đại Khoang. Em nhìn
rất là đẹp. Cái tên của nó nè, Kaleido. Vinh chưa bao giờ thấy một cây cần nào mà nó có cách quấn quanh trô mà lên tới ngọn luôn. Cây này quấn tới ngọn luôn nha. Cây T-Racing Design của Vinh á, không có quấn cái kiểu này lên tới ngọn, chỉ quấn body ít đến nửa cây thôi ha. Cây này đến quấn tới ngọn luôn. Cây này sử dụng lăng carbon T1001G của hãng Touray. Carbon T1001G có thể nói là gần như carbon tốt nhất thế giới hiện tại bây giờ. Cây cần này dài 2m16. Vinh nói thêm về khuyết điểm của nó nha. Khuyết điểm của nó là trọng lượng nó rất là nặng, 140g lận. Thì khi theo quy luật thôi, nếu anh em chọn cây cần nặng thì nó bền, khi anh em chọn cây cần nhẹ thì nó sẽ không bền. Tại vì do cái cấu trúc của nó quấn nhiều quá đi thì trọng lượng nó đi lên. Mặc dù cây cần này là chỉ M thôi, nhưng mà trọng lượng nó đến 140g. Cây cần này là kết hợp giữa khoan titan xích và titan tô dai, phân nửa là sử dụng titan xích, từ cái mé này đổ lên đọt là sử dụng titan tô dai. Cây cần một khúc á, với cây cần hai khúc á, thì Vinh sẽ nhắc lại cho anh em, có những anh em không biết cây cần một khúc với hai khúc nó khác biệt nhau ở chỗ nào. Thứ nhất á, cây cần một khúc á là đa số trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn cây cần hai khúc nếu mà cùng model. Cây cần một khúc á, anh em sẽ đánh cái cảm giác nó rất là đã thấy thế này, mình quăng nó cũng nhẹ hơn nữa. Cảm giác là cây cần nó rất là thẳng. Thứ nhất. Thứ nhì á là mình cảm nhận con mồi dưới nước á báo cá rất là nhanh ha. Và cây cần khi mà mình uốn cong cây cần á, thì ví dụ là ngay chỗ đây là một cái chỗ mối nối của cây cần hai khúc đi, thì khi anh em uốn cong với cây cần á thì anh em sẽ thấy chỗ đây nó sẽ không có một cái vòng tròn liền mạch, mà nó sẽ bị đứt đoạn ngay chỗ này đó. Thì khi cây cần một khúc á, mình đánh á, nó bất tiện lắm, mình đem theo nó bất tiện, nhưng mà khi mình đã đem nằm vô đầm rồi á, mình nắm á, mình đánh á rất là thoải mái, cực kỳ thích luôn, mà nó nhẹ nữa đó. Thì ưu nhược điểm của cây cần một khúc và hai khúc là như vậy á. Rồi thôi, video review cây cần Evergreen của Vinh đã hết rồi. Vinh chào tạm biệt anh em và hẹn anh em những clip sau. Bye.